Hello, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình đến với bài học đầu tiên của khóa học ARP Bromia cơ bản mọi người nhé. Thì cái Bromia này này thì nó cũng thuộc cái nhà phát hành ARP. Thì mọi người có thể lên mạng mình download những cái bản ARP Bromia này. Như mình là mình dùng cái bản 2019 Pro này. Thì mọi người có thể tải những phần mềm bản quyền của nhà cung cấp. Thì nó sẽ mất phí, một phí nhỏ nhỏ thì coi như là mình đóng góp công sức để người ta đã làm cho mình những cái phần mềm này. Hoặc nếu là mình kiểu là kinh phí hạn hẹp ấy, thì mình có thể tải những bản crack về mình sử dụng. Thì trên mạng họ cũng dẫn rất nhiều nhá. Ok, thì với cái bản Pro 2019 đây này, thì máy mình hơi yếu nên mình sẽ sử dụng bản này. Thì đầu tiên mình phải biết là nó có tác dụng để làm gì. Thì cái phần mềm này dùng giúp cho mình là để tạo ra những cái thước phim ngắn, còn là edit video. Đấy, cái công dụng chính của nó là thế. Thì đây, đây là cái giao diện sau khi lần đầu tiên mình mở sẽ như này. Nó sẽ giống như những cái phần mềm khác thôi của Adobe cung cấp. Thì có New Project này, Open Project này, tạo project mới này, mở project. Làm việc với team thì mình có cái New Team Project mọi người nhé. Open Team Project này. Thì đây là có cái Recent nhé. Cái này là cái giả sử đây mình vừa mới tạo ra thử 5 phút trước, nó sẽ có thời gian cụ thể cho mình, những cái mình vừa làm việc của nó đây nó sẽ hiện ra đây. Ok, thì mình đã tìm hiểu sơ sơ về phần này rồi thì mình sẽ đến công việc. Là để làm việc với nó thì đầu tiên mình sẽ phải tạo cái project mới, new project đó. Thì nó sẽ như này, đây đây là này, nên mình sẽ đặt tên cho nó là sử bài ID đó. Thì mọi người nhé, mình có thể đặt tên cho nó đây này, tên cho cái phần làm việc của mình. Thì đây nó có location, cái location này là chỗ để mình lưu cái phần làm việc của mình mọi người nhé. Thì một lưu ý nhỏ nhỏ cho cái location này, thì mặc định đây là mình đã chỉnh sửa rồi, mặc định nó sẽ là cái ổ này này, không phải là ổ này mà mặc định nó sẽ là cái ổ mà mọi người cài đặt cái phần mềm đấy đó. Thì cái phần cái ổ này của mình nó hơi ít dung lượng ấy đấy, thì đây mình cũng nhân đây mình nói luôn cho mọi người. Thì nếu mà ổ của mình nó ít dung lượng ấy thì mình lên chọn những cái ổ khác bằng cách mình vào trong cái folder này đó, mình sẽ chọn những cái ổ trong đây rồi mình chọn select folder này sẽ được nhá. Như mình là mình đã chọn sẵn ổ E, lý do là vì nhá, giả sử nó ít dung lượng ấy thì khi mình sử dụng nếu mà chẳng may nó bị mất điện ấy, hoặc là cái máy của mình nó bị treo ấy, nó không đủ dung lượng, nó không biết lưu đâu, thì coi như là mình mất cái vùng làm việc, cái phần làm việc của mình đó. Thì lưu ý nhỏ nhỏ là mình chọn cái phần lưu nó có nhiều dung lượng một tí nhé. Ok, ở đây thì nó có cái render này là cái mình chọn cả màn hình nhé. Thì tùy mọi người thôi, mình đây mình có CPU này đó. Những cái mặc định này thì mình cứ kệ nó nhé. Ok, mình sẽ tạo được vùng làm việc mới này, cái phần làm việc của mình. Ok đây, sẽ nói khái quát qua về cái phần này nhé mọi người. Thì đầu tiên này, mọi người nhìn thấy không? Đây là thanh menu. Thì cái phần mềm nào thường thường nó có thanh menu ở góc trên này thôi, từ trái qua phải. Thì đây nó có nhé. Mọi người đợi mình tí nhé, nó hơi bị lơ. Ok, mình tiếp tục nhé. Thì đây, thanh menu của nó cũng có phần file này, cũng có new tạo file nhé. Đây cũng có hết này, mở file này, làm việc với team này, cũng có lưu nhé, import, edit, exit. Đấy, đây là vì đây là video, nó chỉnh sửa video là phần edit nữa, clip này. Đấy, thanh menu là như vậy. Thì ở đây nó còn có cùng làm việc như này, mình sẽ nói cái quy trình cho mọi người nhé. Cái vùng làm việc lại khá đơn giản thôi. Rồi mình để cái này trước đi. Thì đầu tiên này là mình sẽ import cái video vào đây nhá. À không, từ từ. Thì đầu tiên này mọi người để ý này, là mình có cái vùng làm việc đây, mình có thể giả sử mình click đây nhá, mình có thể kéo này, di chuyển nó đó, cho nó phù hợp với vùng cái cách làm việc của mọi người. Đây mình có thể kéo di chuyển này, đó nó sẽ đẩy lùi hoặc là kéo giãn ra cho mình. Thì đấy là điểm thứ nhất. Thứ hai là mình có những cái đây công cụ làm việc đây.
Thì đến từng phần mình sẽ nói từng cái một cho mọi người nhé. Bây giờ nhá, mọi người vào trong Windows này, mình sẽ nói cái phần này, Workspace này, thì mọi người để ý nhá, Learning này, đây mình cái Edit Color Effect Audio này, thì mọi người mình có thể điều chỉnh nó ở đây, ở cái thanh Workspace này, sẽ thay đổi cho mình, đó mọi người đâu, đây, hoặc là mình quay lại về cái vừa nãy mặc định của mình đi, mọi người chọn Workspace nhé, Learning, đó. Thì đấy, đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là mình có thể điều chỉnh nó này. Mình điều chỉnh. Đây, giả sử mình muốn để mặc định nó là bé bé như này, vừa vừa xinh xinh như này. Nhưng mà chẳng may mình muốn nó to như này cơ. Ví dụ nha, mình muốn nó to như này. Đó, thì mọi người có thể vào Windows này, Workspace này. Mình ở đây mình có cái Save as new này. Mọi người không? Đó, Workspace này nó sẽ thành Workspace của mình. Giả sử mình để đây là ghi là bài 1 đi. Để mình biết đây là bài 1 này mình học về cái Workspace đấy. Ok nhá. Rồi. Thì bây giờ chẳng may đây là giả sử mình chọn cho mình cái khác này. Color này. Mình nhá. Đây nó thay đổi cho mình. Thay đổi cho mình nhá. Đây xong nó có cái tên của mình, cái bài của mình vừa đặt ở đây đây. Bài 1 đây. Thì mình có để phím tắt vào đây mình để ý này. Analytics 4 này. Còn mình chọn đây nó sẽ có nguyên cho mình. Đó, thì mình tạo Workspace riêng. Thì chẳng may bây giờ mình muốn, mình lại trong quá trình làm việc mình lại nhìn nó hơi không thuận mắt, mình lại muốn cho nó bé lại. Mình lại vẫn muốn giữ nguyên đây là cái tên của bài 1, thì mình cứ kéo lại nhá mọi người, căn chỉnh đi. Căn chỉnh với ý của mọi người. Rồi mình vào Windows đây. Đây nó có cái Set Tray. Cái tiếng Tray nghĩa là mình thay đổi nhá. Thay đổi lại Tray. Điều cái thay đổi lại. Đấy, thì nó sẽ vẫn, trong này nó vẫn chỉ có tên của cái bài 1 mình vừa tạo ra thôi. Nó chỉ thay đổi lại cho mình thôi. Đó, thì đấy, một cái lưu ý nhỏ nhỏ về cái điều chỉnh vùng làm việc cho nó thuận cái mắt của mình hơn nhá mọi người nhá. Rồi, thì mình đã hiểu sơ về cái vùng làm việc. Thì đây này, đầu tiên nhá, quy trình nó sẽ là mình import một cái video ở đây. Rồi mình sẽ cho đưa nó lên đây nhá. Đưa từ cái phần này lên đây. Thì sau khi lên đây nó sẽ có hiển thị của video đấy, thì mình có thể đây một vài cái công cụ nó là dùng để cắt ghép, cắt video này, chạy video này đấy, đại loại thế. Thì mình sẽ kéo nó về đây, mình điều chỉnh ở đây được nữa. Rồi thì chỗ phần này là cái video tổng, tất cả những cái video mình làm việc ở đây, tất cả những video mình đã ghép vào nó sẽ hiện ở đây. Rồi đây là cái âm nhạc của nó, phần dung lượng âm nhạc của nó đấy. Thì cái cơ chế hoạt động của nó như thế. Rồi mình sẽ thử import một cái video bằng cách nhé, chuột phải này, import, nó sẽ thêm cái video. Rồi mình chọn cái video, đây video mình làm đây. Đó, đây mọi người nhé, sau khi mình import xong đây thì làm này mọi người kích đúp vào ấy. Mình kích đúp để đưa video lên này. Đó, để cho mình làm video. Cái này có tác dụng là nhá, giả sử như mình sẽ xem trước được cái đoạn video mình vừa import vào này. Rồi mình sẽ điều chỉnh, căn chỉnh nó. Cái này giả sử những cái công cụ đây nhá. Mình kéo vào đây. Đây, mình muốn lấy đoạn này, mình đóng mọc vào nhá. Đây, nó sẽ bắt đầu từ đoạn này. Rồi mình lại kéo cái con gọi đi như con chó đi. Mình muốn lấy đến đây thôi. Mình lại đóng mọc vào bảng. Đấy, mình sẽ đặt đoạn như này. Đấy, nó chạy một đoạn như thế cho mình thôi. Mọi người hiểu không? Mình sẽ được lấy được một đoạn như thế thôi. Thì đây nó có cái điều chỉnh này. Fit này, những cái nhìn bao nhiêu này, nhìn đủ, sâu đủ này. Phần 2 này. Mình nên để máy yếu thì mình nên để 1/4 và 1/2 nhé. Để full nó sẽ bị giật lag mọi người ạ. Lưu ý nhỏ nhỏ thế. Ok, thì mình xong đấy, mình kéo xuống đây, mình sẽ làm việc đấy này. Đó. Thì sau khi kéo đây nó sẽ ra cái tổng ở đây. Thì trước khi kéo mình có một cái bước như này. Mình delete nó đi nhé. Đây, tắt nó đi rồi. Không còn cái gì nữa. Đây, mình tắt đi. Mọi người có thể tắt cái đi bằng cách. Đây, giả sử mình không muốn dùng cái này nữa, mình sẽ gọi vào đây mình close đi nhé. Ok. Thì bây giờ sau khi import xong rồi nhá, mình sẽ được như này. Mình có một cái lưu ý này, mình vào trong cái file nhé,
điều này đây, mọi người để ý giúp mình nhé. Đây nó có cái sequence này, thì tắt là Ctrl N nhé. Ở đây thì mình sẽ giả sử như kiểu là mình đi quay phim cô dâu chú rể hay là cái gì đó, người ta bảo là mình đã tạo cho họ một cái video mà Full HD 1048 và có cái khung hình trên dây là bao nhiêu khung hình, 30 khung hình hay gì ấy. Đó thì mình sẽ vào trong đây này, mình tìm những cái đấy đầy đủ phân giải đây, mọi người đâu, HDV này 1080 này, 30 khung hình trên dây này. Đây mọi người thấy không? Thì mình cái bài là 108. Xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình đến với cái bài tiếp theo là cái bài 2 của khóa học ARP Premier cơ bản. Thì buổi trước mình đã tìm hiểu tổng quan về ứng dụng của cái phần mềm này, cách tải, cách làm việc và cái giao diện của cái khung làm việc của mình như nào. Thì mình đã giới thiệu sơ qua rồi. Thì hôm nay cái công dụng chính của nó là mình dùng để cắt ghép và tạo thành những cái đoạn phim ngắn. Nên là nhá, thì hôm nay mình sẽ đến cái phần chính luôn là cắt ghép cơ bản nhá. Ok, thì để cắt ghép được thì chắc chắn là mình phải có chuẩn bị một cái video trước rồi. Thì video cách để import vào đây thì mình đã hướng dẫn rồi, chuột phải nè mọi người, mình chọn là import nhá. Đây mình có thể chọn cái video vừa vừa đây, rồi mình chọn cái video cỡ này đi. Đấy, thì mình đã import vào đây rồi nhá. Coi như cái này là cái ba lô của mình. Xong đến lúc mình đi học nha, mình muốn dùng để nói, mình phải lôi từ trong ba lô ra quyển sách, quyển vở của mình đúng không? Thì đều lôi ra là cách lôi ra mình click đúp vào. Đấy, sẽ lôi ra cho mình. Trên đây, mọi người thấy không? Lôi cho mình đây. Ui, như này. Đó. Thôi, thì tất cả những cái gì trong video khi mình kéo đến đây này, mình sẽ làm việc một vùng nhỏ trên này nhá. Tên file là gì là tất cả nó sẽ có trên này. Nguyên bản của cái video dài 13 phút 33 giây làm tích tắc nó ở đây hết. Mình sẽ có một vài cái thanh điều chỉnh ở đây. Còn ở dưới này này là cái phần mình thả cái video một là mình đã chỉnh sửa. Mình đã chỉnh sửa trên này rồi, rồi mình kéo xuống đây. Hai, một cách khác là nếu mà ít video mình thể làm trực tiếp trên này. Nếu mà nhiều video quá mà mọi người làm tất cả làm trên này nó sẽ rất là dối. Là sử hàng chục cái video cứ coi như ít cũng 10 phút đi thì nó cũng phải tầm 100 phút rồi, hơn tiếng, 1 tiếng rưỡi rồi. Mình kéo từ đầu đến cuối rồi cũng đã đủ mệt rồi. Đấy là lý do mà người ta sinh ra cái ô này để mình làm việc đơn lẻ từ cái 1. Thì cái này sau khi làm việc nó sẽ hiện video tổng lên đây cho mọi người. Mình quan sát và mình điều chỉnh. Đấy, cái hướng nó là như thế. Thì mình đã lấy được quyển vở rồi thì mình sẽ thực hành trên nó. Đây là một vài cái thanh gọi là công cụ đi. Thì đầu tiên là mình sẽ chạy thử một đoạn. Chạy thử thì mình sẽ dùng cái này để mình di chuyển, bắt đầu chạy đâu nó sẽ có cái này mọi người nhá. Coi như đây là con trỏ đi. Đấy, chạy đâu nó sẽ có cho mình đây. Cách để mình chạy video mình xem thử là mình sẽ click vào đây, Play Shop này hoặc là phím Sway 3 nhá. Và mình sẽ căn chỉnh lại thì đầu thẳng hàng của đấy, đây là một video mình làm. Thì ngoài cách mình click chuột vào thì mình có thể giữ phím Sway 3 này, mình click phát nó sẽ chạy, căn chuột tên, ấn phát nữa nó sẽ tắt. Đấy, cái cách sử dụng đơn giản thế thôi. Thì ở đây nó có cái step này, step frame left, và bên này là cái step forward right, frame right này, right. Thì cái này mọi người để ý cái giây của nó này, hiện tại là 1 phút 57 giây 26 tích tắc. Thì nếu mình click đây nó sẽ giảm này 25 giây cho mình, 23 22. Đấy, đại loại nó sẽ giảm 1-2 giây như thế. Thì tác dụng của nó như này, giả sử mọi người muốn cắt cái video ở đây đi nhưng mà mọi người lại không biết rõ nó ở giây nào. Đấy, nếu mình kéo kéo này thì nó cũng khó. Nếu mình biết video thì mình có thể kéo được. Còn nếu mình muốn dò ấy, đây đúng là cái động tác để mình đi dò ấy, thì để mình dò thì mình cứ đây, từng tí một. Đấy, hoặc là mình dùng cái chuột, cái mũi tên trái mũi tên phải trên cái bàn phím. Đấy, có hai cách sử dụng như thế. Thì nó bổ sung cái công cụ này cho mình để mình làm việc cho nó chi tiết cụ thể, cũng hơi mất thời gian tí vì nó giảm từng tí một. Thì vì thế nên mọi người nên xác định được cái vùng của nó trước nhé, trong một khoảng nhỏ nhỏ thôi, trong một khoảng nhỏ nhỏ cỡ 2-3 ô này, cho mọi người sẽ di cái này rồi mọi người
Đấy, mình chọn ra cái phần mình muốn cắt ở đâu. Khi mà đã chọn ra phần muốn cắt rồi mọi người nhá, tiếp theo là mình sẽ chọn đến cái để cắt nó công cụ đây, make in này, make out đấy, phím tắt là e o dễ nhớ luôn, in thì đi về e này, out đi về o. Thì giả sử đây nhá, mình muốn điểm đầu đây, điểm đầu video sẽ ở đây, mình bỏ hết đằng trước đi thì mình click đây, đấy nó sẽ được cái điểm chạy từ lên đây, nó sẽ lấy từ phần của cái phần con trò đến hết cái video, phần đầu nó bỏ ra mọi người. Rồi thì điểm đầu có rồi, điểm cuối mình cũng muốn thay đổi thì mình sẽ kéo vào đây mọi người nhá, xong mình chọn vào đây make out đó, nó sẽ di chuyển, chọn đây là điểm kết thúc cho mình, phần này nó không sẽ không chạy nữa. Giả sử mình thử đặt đoạn nhỏ nhỏ nhá, 6 này đó, nó sẽ có viền 6 pixel. Ủa, lâu phết mọi người ạ. Một đoạn nhỏ nhỏ thôi mà mấy giây đấy. Thôi, nói chung là nó bắt đầu đây và kết thúc ở đây nhá. Thì ngoài ra mình còn có cái cách cắt khác, không cần dùng đến cái này là mình có thể di chuyển đây này. Đấy, mình đặt vào cái đầu này, nó sẽ có cái biểu tượng như này cho mình. Mình muốn giảm nó đi một tí nữa, đấy, mình sẽ kéo. Hoặc cái phần đuôi mình muốn tăng nó lên thì mình sẽ kéo. Đấy, mọi người nhá. Thì đấy là mình đã gọi chung là mình đã cắt được một cái video đơn giản rồi. Thì giả sử cái video này 1 tiếng đồng hồ mà cái con trỏ của mình nó ở tiết dưới cùng này, phút thứ 49-50 đi, mà mình lại muốn nó quay về phút thứ 5-6 hoặc là phút thứ 1, thì nếu mình kéo dài dài sẽ rất lâu mọi người. Đây là video nó ngắn có mấy phút thôi, thì mình kéo nó đơn giản. Còn đối với cái video dài ấy thì nó có cái nút này này, Go in, Go to in này, phím tắt là Shift Y, còn cái make in phía tắt là y dễ nhớ luôn mọi người. Mình click đây nhá, nhìn cái này này, cái này này, đấy là về điểm đầu cho mình. Thì ngược lại đây, cái này go to out phía tắt là shift o nhá, đấy di chuyển lên cho mình thì mình sẽ có con trỏ để mình làm việc mọi người nhá. Ok, thì giả sử đây khi mình đã được cái đoạn video mình ưng ý rồi nhá, đây giả sử mình chọn bạn nữ này đi. Đấy, mình muốn cái bạn này gọi như là bạn này bạn sinh, thì mình muốn để bạn đấy làm cái title hoặc là gọi là cái gì nhỉ, cái mô tả cho cái phần video của mình ấy, thì mình sẽ click đây này, phím tắt là Control Shift E, tên của nó là Export Frame, có nghĩa là mình khi mình click đây nhá, nó sẽ lưu cái tên này là sự ảnh bìa đi, mình để ảnh bìa đi, nó sẽ mình để chọn định dạng nhá, thì thường thường mình hay để là JPEG hoặc là PNG định dạng ảnh như thế. Rồi mình có thể chọn cái Borrow này, rồi mình click vào nhé, là mình sẽ chọn được cái nơi lưu trữ cái ảnh này. Đấy, thì khi mà mình đăng video lên YouTube hay cái gì đó thì mình có thể dùng cái ảnh này để mình upload lên cho nó làm cái tiêu đề kiểu kiểu đấy, mọi người hiểu chưa? Ok thì mọi người ok, không thì mình cancel nhé. Rồi, thì mình đã tìm hiểu xong vài công cụ này. Thì đây nhá, của cái nút cộng này mình có thể mở ra nó hiện đầy đủ các
Hello, xin chào mọi người nhé. Thì hai buổi trước mình đã tìm hiểu khá khá về cách mấy cái công cụ làm việc này, cách cắt ghép video rồi. Thì buổi này mình sẽ tìm hiểu về cái phần gọi là hiệu ứng cho nó. Hiệu ứng đơn giản thôi là cái effect control này này. Cái này có nghĩa là mình dùng để xoay hình này, phóng to thu nhỏ, làm mờ. Đấy, đấy là với một vài cái thao tác đơn giản đối với cái effect control này. Thì để làm việc với nó thì đầu tiên mình cũng phải import cái video vào, chuột phải và import. Mình sẽ chọn một cái video, sử dụng cái video đấy, chọn video bất kỳ nhé. Rồi mình import xong rồi thì để làm việc với nó thì mình mọi người lưu ý mình kéo nó sang đây còn nằm đấm này. Đấy là mình sẽ được cái vùng làm việc này rồi. Thì để mình có cái chỉnh sửa đấy thì mặc định là mình sẽ thường thường mình sẽ làm vùng bên nhỏ nhỏ bên này, thì mình sẽ click đây nhá. Đấy, nó sẽ có cho mình cái này. Thì mọi người lưu ý nha, nếu mặc đây, giả sử mình chọn đây, giả sử mình chọn chỗ nào nha, đây, nếu như mà nhá nó ra những cái khác, nó không phải là cái effect control này, sau khi mọi người click rồi nó không ra nhá, thì mình đi mình chọn ở đây này, cái thanh này này, chọn lại effect control đấy thì nó sẽ ra cái effect cho mình. Thì cái cách làm việc nó như này, đây mình cũng có thu gọn này và phóng to nó ra để mình đầy đủ những cái vùng làm việc. Thì nó chia làm hai cái, thì video mà nó sẽ chia thành một cái là hình ảnh và một cái là âm thanh đấy. Thì mình sẽ tìm hiểu về cái hình ảnh trước đi, tắt tạm cái âm thanh đi mọi người nhé. Rồi hình ảnh đây thì nó cũng tương tự, những cái chức năng nó tương tự gần giống như là những cái phần mềm của Adobe là Photoshop và Illustrator. Thì nó có cái motion này, motion này gồm position là mình dịch chuyển trái, dịch chuyển phải hay là lên xuống theo trục x trục y đấy. Scale là phóng to thu nhỏ cái video của mình. Còn ở đây là mình có rotation, rotation là mình dùng để quay một góc bao nhiêu độ quay cái hình của mình đấy. Những cái này thì mình sẽ đi đâu mình sẽ hướng dẫn đến đấy mọi người nhé. Rồi thì đây, giả sử về cái position đây mình click nó nhé. Rồi mình thật, bước thứ nhất mình click vào đây là mình có thể điều chỉnh nó được này. Giả sử nó là 680, mình sẽ để nó thành 580 nhé. Mọi người để ý cái bên này của mình này, 580 trước đi, rồi mình click ra ngoài này. Không áp dụng à. Đây, mọi người đợi mình cho nó bé lại một tí nhé. Đó, cho mình để nó khá to. Thì nhá, mặc định vậy nó là 680 đúng không mọi người? Nhân đây mình cũng nói luôn, 680 mọi người nhìn đây này. Đó, nó sẽ thay đổi cho mình. Giờ mình sẽ điều chỉnh nhá. Mình kéo sang trái này, nó sẽ nhỏ đi này. Người thấy không? Kéo sang phải nó sẽ tăng lên. Đó, ấy là nó đẩy sang phải. Đấy là với cái trục x mọi người nhá. Đấy, có hai cách, một là mình nhập thông số vào đây, hai là mình kéo dây để mình chọn lựa cái khung hình mà mình thấy ưng ý. Đó, đấy là như vậy. Đấy là với cái trục x mọi người nhé. Với trục y thì mình làm tương tự thôi, mình kéo bên trái này nó sẽ lên, di chuyển cái khung hình lên cho mình, còn kéo sang phải nó sẽ hạ khung hình xuống. Người thấy không, rất dễ thôi. Mình có thể nhập số vào, thích để tầm 159 đi, click ra ngoài này, đấy nó sẽ áp dụng cho mình. Còn nếu nhé, trường hợp mà mọi người thấy nó không ưng ý á, mình thấy nó hơi dở dở ấy, thì mình sẽ có cái nút này, nút reset, mình click đây nó sẽ quay về ban đầu cho mình mọi người. Ok, đấy là mình đối với cái position. Đây mình có cái scale là mình click đây này, đó scale nhá. Giả sử đang 100 luôn, mình kéo đây nó sẽ bé lại tầm 7, coi như là 76% cho mình, kiểu đấy. Lên này sẽ to hơn này, mọi người đâm đó, to nhỏ lại tùy mọi người nhé. Thì đấy là cách thứ nhất là để mình scale. Mình có thể scale bằng cách như này. Đây, ở đây nó có những cái điểm này, gọi là điểm neo cho mình trong bên Photoshop ấy. Rồi mình sẽ scale này. Đấy mọi người thấy không, phóng to thu nhỏ này, vẫn về được định dạng ban đầu cho mình luôn này. Nếu mình kéo vừa đủ đó,
Đây, về định dạng ban đầu cho mình thì nó sẽ có một cái như này. Đây đang 99,9% đây. Nó có một cái tâm đây. Đây có những cái tâm đi. Giả sử mình để nó đây thì nó sẽ scale tập trung vào cái tâm này. Mọi người đang scale tập trung vào cái tâm đấy. Tùy mọi người chọn cái điểm scale nhá. Mình click vào rồi mình di chuyển thôi. Đó, nó sẽ đây. Trong lúc mình kéo này nó cũng hiện ra cái thông số cái điểm đấy cho mình này. Theo trục X và trục Y này. Và cái điểm ở đây. Giả sử mình đó, đưa cái khúc hình của mình. Ở đây thì mình đưa cái khung hình của mình theo cái tâm nhé. Giả sử mình để tâm đây, point đây. Đấy, nó sẽ đưa theo cái tâm của mình. Rồi mình sẽ scale nó hoặc gì đó. Sẽ return lại hết ban đầu nhé. Đấy, người thấy không? Rất dễ đâu. Thì đấy là mình làm việc với cái scale. Cái này là mình dùng theo cái uniform scale thì nó sẽ dùng áp dụng trên cái scale này. Còn nếu mà mọi người bỏ cái tích chọn đi, nó có thêm cái scale width và height này, mọi người thấy không? Đây nhá. Mình phóng to ra đây, mọi người thấy không? Đấy. Còn cái lúc mà nhá, cần Ctrl Z lại này. Lúc mà mình click đây này, nó sẽ chỉ cho mình scale theo một cái tâm thôi, một cái tâm của cái khung hình của mình thôi. Còn khi mình bỏ tích thì đi nhá. Mình scale nó sẽ theo, thứ nhất là theo height, là height là theo cái chiều dọc này. Width nó là theo cái chiều ngang này. Đó, thì mọi người phân biệt được khi nào mình sử dụng cái uniform scale và khi nào mình không sử dụng nhé. Đấy, nếu mình tích vào đây là mình sẽ không sử dụng được cái thanh dưới này, mình chỉ sử dụng cái thanh trên thôi. Lại lưu ý nho nhỏ khi mình sử dụng scale đấy nhé. Rồi, ở đây là road. Road này, mọi người đi này. Mình quay nhá, đó. Quay cho một khung hình nào đó. Quay quay như này. Để quay thủ công bằng miếng thì đây, kéo như này. Sẽ tăng theo từng độ cho mình nhé, mọi người biết không? Đó. Còn cái lúc mình quay theo cái vòng tròn này, nó sẽ có những cái độ lẻ này, 6 này, 8 này đấy. Còn nếu mình quay như đây nhá, giờ sẽ mình để về mặc định đi. Mình quay đây nó sẽ chỉ quay cái độ cho mình thôi, quay trên cái thanh này, này. Đấy, một vài cái điểm lưu ý nhỏ nhỏ. Hoặc mình click vào mình để thích là 180 độ hay gì đó đi. 180 này nó sẽ quay đảo ngược lại cho mình. Ngồi đi.
Hello, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay mình đến với cái phần tiếp theo trong cái khóa học ARP Premier cơ bản. Thì buổi trước mình đã tìm hiểu về cái Effect Control và cụ thể nó là trong cái phần video. Thì hôm nay mình tiếp tục tìm hiểu về phần này, nhưng mà nó sang cái phần khác, đó là về audio mọi người nhé. Thì mình vẫn lấy cái video hôm bữa đây, thì mình làm thao tác cũng tương tự thôi, cũng cho đây. Rồi mình click vào đây nhé, nó sẽ có cái Effect cho mình. Đấy, thì buổi trước mình tìm hiểu video effect rồi. Thì có một cái phần này là cái vùng chọn này, mình quên chưa nói với mọi người. Thì giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người nhé. Đây là sử dụng chọn đây. Thì sau khi mình click vào cái vùng chọn này, nó sẽ có cái mask một cho mình. Mọi người hiểu không? Đây, đây nhá. Thì nó có một cái vùng như này cho mình. Thì nó là cái mask giống trong những cái phần mềm khác thôi. Nó có mặt nạ, đây gọi mặt nạ hay mặt lại ấy. Thì nó cái lớp màu đen này này, nó sẽ không thấy gì hết, nó chỉ hiện ra cái vùng này thôi. Thì mình có thể căn chỉnh mọi người nhé, mình kéo nó ra này, đấy, di chuyển nó này, là cái nhà đây, mình chỉ muốn hiện ra cái nhà này thôi. Đấy, một cái ví dụ nhỏ nhỏ thế. Rồi thì ở đây mình có một vài cái chỗ này, check này, check selection này nhá mọi người ơi. Cái phần với cái phần checking này này, này add này, mọi người để ý giúp mình cái điểm này thôi. Thì nhá, giả sử mình đang ở cái dây này đi, rồi mình di chuyển nó ra này, đấy, nó thêm một cái điểm đây, dấu điểm neo giống cái phần phần trước của City mình có làm đấy. Hoặc là mình thêm một nữa đây, mình di chuyển ra đây, đấy, nó có hai điểm. Thì giờ giả sử mình thì nó chạy này. Hello, xin chào mọi người nhá. Thì nó di chuyển từ đây đến đây. Vâng rồi. Đấy, thì cái cách làm việc của nó như thế. Thì đây nó có vài cái nút để mình di chuyển lại cái điểm, hai cái điểm đấy thôi, hiểu không? Đấy, làm việc khá đơn giản thôi. Go to leak frame này, quay lại các thứ này. Đấy, người thấy không, nó vừa save đấy, cứ làm một thời gian là nó tự lưu lại cho mình, tránh mình khi mất điện hay gì đấy. Đấy, thì đấy là đối với cái đây, là mình kéo ra cái khác nhá. Đấy, mình tạo những hiệu ứng cho cái phần video của mình khá là hay, đúng không? Đây, mình xem lại. Thì tùy mọi người nhé, cái này nhé, mình đến, nếu mà mình để gần đây, mình xám, mình click đây, mình sẽ delete nó đi. Giả sử mình, đây mình điều chỉnh được rất đơn giản, kéo nhé. Giả sử mình mở lại cái đoạn này, mọi người xem này. Vừa rồi thời gian qua thì mình đã hướng đấy, đấy là mình để gần nhé, giả sử mình để xa đi. Vừa rồi thời gian qua thì mình đã đấy. Đấy, đấy là tùy mọi người nhé. Mình căn chỉnh, mình để xa nó sẽ xong. Nó sẽ cân đối cái mức thời gian này, nó vừa hay đến đây là chạm đến cái mức này, nó sẽ đúng với cái hình này của mình. Đúng với cái điểm này của mình. Đây, đúng cái điểm này của mình. Đấy, khá là hay đúng không? Rồi, thì mình có thể căn chỉnh thêm những hiệu ứng cho cái điểm đấy bằng cách là mình click lên. Đây nó có những, đó, mờ mờ này. Người nhớ không? Cái mờ mờ này thì nó áp dụng nguyên cho tất cả cái khung hình của mình. Thì mọi người này, thời gian qua thì mình đã được, chứ nó không áp dụng cho một điểm nhá, áp dụng cho tất cả cái bức hình của mình. Đây, đó, đây giống như cái failure ấy, trong cái Photoshop. Đấy, đây là cái mask mình có thể quay lại lúc ban đầu. Đấy, xong cái này nhá, mình sẽ đến cái tiếp theo này. Cái này là mình có thể, đây mọi người nhé, đấy. Cái này thì nó giống như cái opacity. Đây là opacity này, viết tắt của opacity đấy. Cái này là viết tắt của failure này, mọi người thấy không? Đấy, mình kéo đây, nó sẽ kéo về không, nó sẽ mờ tịt đi. Đó. Dẫn xong tất. Những cái hiệu ứng này thì nó áp dụng nguyên cho cả cái bức hình của mình nhé. Cái video của mình, nó không áp dụng riêng đâu. Rồi đây có mask này, to thu nhỏ. Ngoài cách này mình có thể, nếu mình click vào cái điểm này này, mọi người lưu ý nhé, quay lại cái mask đây, mình điều chỉnh như này, mọi người hiểu ý mình không? Mình điều chỉnh đây là mình chỉ điều chỉnh nguyên cho một cái điểm của nó thôi. Giả sử điểm này này, đấy, mình điều chỉnh đây thì nó chỉ điều chỉnh nguyên cho một điểm ấy thôi. Còn với cái ở những cái phần ba hiệu ứng dưới này này, nó áp dụng nguyên cho tất cả cái bức ảnh của mình, tất cả cái khung hình của mình, mọi người nhé. Đấy nhá, đây mọi người thấy không, áp dụng riêng cho cái tất cả luôn.
Thôi, nó chỉ có 3 điểm với tôi. Còn cái cuối cùng nhá, mình tất tạ cái này đi ra cho nó về mặc định cho bé bé lại đó. Rồi, thì mình có cái invert đây, click đây, nó sẽ đảo ngược lại cho mình này. Thì đấy, cái phần đen là phần che đi, còn cái phần trắng nó sẽ hiện ra. Mọi người tùy mọi người chọn lựa nhá. Invert dễ dàng đúng không? Rồi, thì cái phần này mình chỉ lưu ý là về cái những cái điểm neo của nó để nó tạo ra những cái hiệu ứng di chuyển cái vùng nhìn cho mình thôi. Mình muốn tạo thêm thì mình lại chọn vào đây rồi mình lại tạo thêm đó, nó sẽ có hai điểm neo cho mình. Đây là gì này nhá. Hello, xin chào mọi người nhá. Thì đấy, thì cái điểm đầu nó cố định. Vừa rồi cái điểm qua cái điểm mình này nó di chuyển, mọi người thấy không? Thì mình cũng có thể làm tương tự với cái mask 2 đấy, thì mình click vào nó rồi mình cũng có thể tạo ra những đây di chuyển cái mask 2 đây. Nhưng mà mọi người lưu ý mình phải check thức nhé, check select này trước này đó, lần sau mình có thể di chuyển nó sẽ tự cho mình. Đây là di chuyển cả hai nhé, mọi người nhìn nhé. Chào mọi người nhé. Thì vừa rồi thời gian qua thì mình đã hướng dẫn xong tất cả đấy, cái là mình tệ, nếu không muốn thì mình delete đi, rất dễ rồi đúng không mọi người? Ok, ở đây mình còn có thêm cái hình vuông nữa. Cái thao tác thì cũng tương tự thôi, chẳng qua nó là cái hình vuông mọi người ạ. Hình vuông thì mình có thể cũng phóng to, thu nhỏ, scale này. Đấy, tạo thành hình thang thứ. Mình có thể điều chỉnh từng điểm của nó này. Hoặc mình quay road. Mình muốn lấy cái ngôi nhà đi. Đây, mình chỉ muốn lấy ngôi nhà thôi. Tất cả những thao tác cũng tương tự nhé, chẳng qua cái vùng, coi như đây là cái vùng chọn đi. Thì nó là hình vuông thôi và mình có thể điều chỉnh được những cái điểm góc cạnh của nó thôi. Còn cái cách làm việc của nó thì tương tự. Đây, thì cái ví dụ minh họa cho cái phần này nhá. Giả sử nhá, mình di chuyển đây nó có cái gì đâu. Giả sử có cái cây ở đây đi. Thì cái ví dụ của nó như này. Giả sử cái đoạn hội thoại của mình ấy, cái audio của mình ấy đang nói về cái nhà ấy, thì nó sẽ mình sẽ chỉ chỉnh đến cái nhà thôi. Xong đến cái phần cái cây thì audio chuyển về cây thì mình sẽ kéo lên. Còn giả sử có cái cây đây nhá. Đấy, thì mình sẽ chỉnh nó về cái kênh. Cái cách chỉnh thì mình dễ rồi đúng không mọi người? Rất dễ thôi. Đây, giả sử đang là cái nhà đây, mình cho nó cái điểm contrast đây. Rồi, cái cây ở đây. Mà nó lại là video ở chỗ này thì mình lại add cho nó vào đây. Rồi. Thì trong cái phạm thời gian đấy nó sẽ di chuyển trong tất cả thì cái nhà cái mình này. Cơ bản trong cái action.
Dạ mọi người, thì hôm nay mình đến với cái phần cuối của cái effect này nhá. Click vào đây. Đây, trường hợp nó không hiện ra đây, mình sẽ chọn đây và chọn effect cho nó nhá. Click lại đây. Thì mình tìm hiểu xong về video rồi mọi người nhá. Rồi hôm nay mình đến với cái audio effect. Thì nó có cái volume này, channel, volume. Mình sẽ đi đến từng cái một nhé. Thì cái phần audio này nó dễ sử dụng hơn cái phần video effect mọi người ạ. Thì giả sử đây mọi người nghe nhé. Hello, xin chào. Đấy, video bình thường đúng không? Tiếng bình thường. Thì bây giờ nhé, sẽ add cho nó một cái này vào. Đây. Giả sử nhá, đoạn này đi, mình cho nó điểm này. Đây nhá mọi người, điều chỉnh đây, kéo xuống về đây nhá. Giả sử thế, đây. Đó mọi người thấy không? Thì khi mình kéo xuống nhá, chỉ cần một điểm thôi. Mọi người thấy không? Đó, mất tiếng luôn. Thì đấy là cái âm lượng level của nó. Đây, mọi người thấy không? Mất tiếng luôn nhá. Thì một cách là như này. Khi mà nó đã mất tiếng rồi, thì muốn lấy lại tiếng thì mình sẽ làm như nào? Thì nhiều người sẽ nghĩ là như này, giả sử mình làm như này thì mình tăng lên 6 là mắc mọi người nhé. Đây, rồi thời gian qua đấy, nó sẽ to dần lên cho mình như này, tất cả những cái cơ bản mọi người đâu, khá là hay đúng không? Thì đấy, đấy là cách để mình làm tiếng từ nhỏ lên to. Giả sử mình cho từ ban đầu như này, giả sử mình có hiệu ứng đây, ví dụ đi. Hello, xin chào mọi đấy, người. Nó sẽ to lên mọi người rõ chưa? Thì nó cũng dàn đều ra theo cái mức độ mình kéo. Hello, xin chào mọi người nhé. Thì đấy, vừa rồi thời gian qua mọi thì người tăng mình đã lên hướng dẫn xong tất cả những cái đấy mọi người thấy không? Khá là hay đúng không? Ok, thì một trường hợp khác là sử đi, mình lại không muốn cho nhỏ, mình muốn cho to cơ. Là sử mình đi to thử xem nó sẽ được như nào cho mọi người nhé. Kéo đây nó sẽ tự thêm cái điểm vào cho mình xem hướng dẫn xong tất cả những cái cơ bản đấy, nó sẽ to hơn so với cái mức âm lượng ban đầu mọi người nhé. Đây khi sẽ to hơn thì mình ngoài ra mình còn có cái này nữa. Cái này là như nào, mình click vào đây nó được một điểm nhé mọi người nhé. Là sự này xong tất cả những cái cơ bản trong cái iTouch Center đấy mọi người, thì tìm nó bé đi không, mọi người thấy không, khá là hay đúng không? Thì cái ứng dụng của cái phần này này là mình kéo sang về cái phần âm ấy, về cái phần âm này sẽ mình kéo vào đây là cái tiếng của nó sẽ bé đi. Đây cho bé lại thử xem không biết có được không nhỉ. Đại loại là đây là to nhá, cơ bản trong cái xong bé đi iTouch Center. Thì hôm nay mình sẽ đến với những tổng hợp những cái bài từ đó. Thì cái này nhá có tác dụng là mình để từ cái mức, từ cái lúc mình cho cái bypass này đổ đi này, là nó sẽ chỉ giữ nguyên cái định dạng ban đầu, cái âm thanh ban đầu của mình thôi. Mọi người hiểu không? Âm thanh ban đầu của mình nhá, bây giờ dù mình có cho to hay bé đi nữa, giả sử mình xóa đi thì mình thử cho to như này. Đây. Cơ bản trong cái iTouch Center. Đấy, bé rồi nhá. Thì hôm nay mình sẽ đến với những tổng hợp những cái bài. Đấy. Rồi mình lại cho to lên lại thì nó lại không được. Thì đấy là cái tác dụng của cái này, cái bypass là để nó quay về từ cái nước, từ cái đây này, từ cái phần của cái điểm này đổ đi đến đây này, là nó sẽ quay về định dạng ban đầu này mọi người theo. Bắt đầu như này nhá, mình kéo vào đây nó sẽ có cái tích V này. Đấy, kéo qua sẽ tích V. Từ cái đoạn này đổ đi nó sẽ tích V cho mình. Sự mình đổi lại thành bé thì mọi người sẽ cực bé, thì mình thử tắt tắt hẳn cái tiếng đi nhá. Cơ bản to này, trong cái bé dần này. iTouch Center. Thì hôm nay mình sẽ đến đấy, với những tổng người hợp cái... Dù nó về âm rồi nhá, âm mắc cỡ của âm rồi, nó vẫn có tiếng khác hẳn với lúc. Bây giờ mình tắt hai này đi. Đây, iTouch Center. Thì hôm nay mình sẽ đến. Nó bị lỗi, mình lại đợi bình tĩnh. Tắt cái đi nhá.
Đây mình thử lại mọi người nhá, mình cho bé hết cỡ đi này, đấy nó sẽ không được, không nghe gì nữa này mọi người, đi không? Thì khi mình thử add thêm một cái này vào đi, tích về ở đây nhá, đoạn ngắn thôi. Rồi thời gian qua đấy, nó bình thường mọi người, đi không? Thì nếu mà mình muốn từ nhỏ đến to ấy thì mình sẽ làm như này, cái này bé nhá. Mình nếu mà mình muốn từ nhỏ đến to ấy thì mình sẽ phải tắt cái chức năng basic đi mọi người, hiểu không? Rồi mình ấy, đến cái điểm này là mình sẽ cho to lên, to lên thì nó sẽ chuyển dần. Chứ nếu mình để cái basic này, cái bypass chứ quên, cái bypass này thì nó sẽ từ một cái mức không có tiếng hoặc là tiếng rất to là trở về cái mức bình thường. Đấy thì cái điểm khác biệt đây người nhá. Thì vừa rồi thời gian qua đây. Thì mọi người để ý này, nhiều lúc nó bị lỗi ấy. Lý do là tại sao mình để đây nhá, mình để đây nó lại có tiếng trong khi mình để nó là âm bao nhiêu, đúng không? Hello, xin chào. Đấy lý do là cái basic này, cái bypass thì thoảng nó bị lỗi này, không biết tại sao mình không tắt đi được nữa. Khi mình tắt đi thì nó lại thêm một cái điểm mới cho mình, đấy cái điểm nó bị lỗi là như thế, mọi người lưu ý nhé. Thì lúc lỗi thường thường thì mình sẽ xóa này đi rồi mình làm lại, đấy nó như thế. Rồi, thì mọi người hiểu về cái cách làm việc của nó chưa? Để chuyển dần từ to sang nhỏ thì mình chỉ dùng level thôi, từ to sang nhỏ hoặc từ nhỏ sang to tạo hiệu ứng lên từ cái level. Còn nếu mà muốn từ nhỏ mà hoặc là từ to về cái mức định dạng ban đầu của cái file video của mình ấy, âm thanh ấy, thì mình sẽ click vào cái basic này, có tích V nhá, cứ có tích V là nó sẽ trở về ban đầu, dù mọi người đặt ở chỗ nào chăng nữa thì cứ đến cứ gặp cái page, cái pipette thì mình toàn đọc nhầm series nhá, cái pipette này thì nó sẽ lại trở về cái âm thanh ban đầu. Đấy đấy là về cái volume return nó sẽ ban đầu này. Đó, nó có cái nút reset cho mình. Ở đây mình có cái channel volume thì hiện tại đang bị dính cái effect này, thì mình sẽ làm lại nhá, sẽ xóa đi rồi mình sẽ làm lại để cho mọi người thấy khi mình bị lỗi mình sẽ như này. Đây mình sau khi mình xóa thì mình làm lại nhá, nó mất cho mình cái tích về rồi này người đâu. Rồi thì mình chuyển sang đến cái phần channel volume thì nó cũng có cái bypass left và right. Thì hai này là ứng dụng như nào? Cái left là mình dùng như kiểu giống trong lúc tai nghe mình nghe hay nhạc, nhạc nó gọi là nhạc body ấy mọi người, nhạc body nó có chuyển từ tai trái sang tai phải đó, mọi người rõ chưa? Giả sử đây nha, cái đoạn một đoạn này đây, mình sẽ đi vào từng cái mục. Giả sử nó bây giờ cái bên nghe nó bình thường mọi người nhé. Vừa rồi thời gian ok, giờ mình sẽ cho một cái tên bên tai trái của mình, nó mất luôn, mọi người nhớ mình dùng tai nghe ấy sẽ rõ. Vừa rồi đây nó mất cho mình cái tiếng luôn này. Thì vừa rồi thời gian qua thì mình đã hướng dẫn xong tất cả đó, mất cái tai nghe, mất cái tiếng của bên tai trái này, giờ mình cũng làm tương tự với cái tai phải này, cái mất tiếng bên tai phải mọi người thấy không? Cứ vậy trong cái iPad Center giờ mình thử nhá, thử cả hai cái đều mất đi thì mất tiếng luôn. Thì mọi người từ đây mọi người có thể thấy nhá, cái channel này, channel đi là cái chia nhỏ của cái volume này, cái phần left right là chia nhỏ của cái level này, có cái phần basic này thì nó vẫn
Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đến với cái bài tiếp theo của khóa học Adobe Premiere các bạn. Thì mọi người có thể hiểu này, thì cái bản hiện tại mình dùng là cái Pro CC 2018. Thì mấy cái video trước mình hướng dẫn ý, thì mình dùng cái bản 2019 thì nó có hơi bị lag và giật một tí, nhiều lúc nó bị treo ấy. Đấy, thì mình có tải thử cái bản 2018 này này, thì mình dùng lại rất là mượt. Thì đây cũng có một mẹo nhỏ cho mọi người nhé. Thì nếu mà mọi người dùng mà nó như cái bản cao cao á, mà nó bị đơ hay gì ấy, mà mình thấy máy mình dùng không mượt, thì mình nên tải những cái bản thấp hơn, có bản 2017, 2016 thứ đấy. Thì mọi người mình cứ tải về xem cái bản nào nó phù hợp với máy của mình thì mình sử dụng cho nó đỡ khó chịu nhé. Mình làm việc mà nó đơ đơ thì mình cũng rất là bực mình. Đấy, thì mình chia sẻ nhỏ nhỏ thế. Hôm nay thì những cái buổi trước mình có học về cái năng là cắt ghép cái video này, mấy cái effect video và effect audio. Đấy, cụ thể là hai cái phần đấy. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục đến cái phần tiếp theo là sau khi mình biết cắt ghép ghép rồi đúng không? Thì giả sử cái ảnh chuyển cảnh nhá, cái phần chuyển cảnh ấy, nếu mình để bình thường nó sẽ bị khô khan đấy, nó không có cái hiệu ứng gì hết, mọi người hiểu không? Giả sử như mình quay cái video một ngày sinh hoạt nhá, sáng đánh răng này, đánh răng xong thì mình sẽ ăn đúng không? Thì mình sẽ chia ra hai đoạn thế, chứ mình không thể quay từ lúc đánh răng đến lúc ăn sáng được, vì nó còn nhiều thứ. Đấy, thì mình sẽ chia ra và nó sẽ ghép lại với nhau. Thì sau đấy thì để cái phần video của mình nó hấp dẫn thì mình sẽ chuyển cái chuyển cảnh vào dưới cái video, dưới cùng của cái video đánh răng đấy, rồi chuyển sang cái phần ăn sáng, mọi người không? Đấy, lý thuyết là thế. Thì đầu tiên mình phải import nó vào đã, chọn một cái video nào đó hợp lý một tí. Search video đi. Đây, cái này nhá. Mọi người không? Một giờ em import rất nhanh này. Rồi, mình kích đúp vào nhá, để nó làm việc thế này. Mình lấy một đoạn như này, hướng dẫn lại bài cũ luôn. Đây, một đoạn ngắn ngắn này. Đó, rồi mình kéo xuống cái phần đây. Ok, mình được một đoạn nhá. Giờ mình lại làm việc với cái đoạn dưới tít dưới cùng này. Đó, còn phần khác của đúng không mọi người thấy không? Rồi. Đó, mình lại kéo đây. Được hai đoạn khác nhau. Đây mọi người thấy không? Mình thử này. Mình chạy nhá. Đấy. Nhóm nó lại đi. Cái nào đi về nhóm đấy. Thì nhóm này nhóm cây, chỗ đi về cây. Giờ mình cho lên cho nó cùng một mặt phẳng. Đây, nó bị chuyển mình thì cảm giác nó hơi bị, nó bị chuyển sang cái phần khác. Thì hiện tại là mình không có hai cái video riêng biệt để mà mình ví dụ cho mọi người về cái phần này ấy, nên mọi người để ý thông cảm giúp mình nhá. Cái đoạn này thì mục đích mình chia nó ra như này để mình, mọi người thấy là sự cách biệt giữa nó này, không có một cái hiệu ứng gì hết, nó rất là nhàm chán. Ngoài cách mình có thể cắt ở trên cái này này, thì mình có thể dùng cái công cụ ra là mình cắt bỏ đi hoặc mình chia lại ra như này, mọi người thấy không? Mình lấy thì mình dùng, mà không thì mình click vào rồi mình xóa đi, hướng dẫn lại bài cũ tí đấy. Ok, thì bây giờ cách để mình áp cho nó một cái hiệu ứng vào nhá mọi người, đơn giản thôi. Thì mình chọn vào đây này, trong Windows nhá, mình mở ra là một cái effect đây rồi, mình chọn vào đây effect đây. Đây, effect thì nó mất một thời gian lát, nó lát ra cái bảng effect này cho mình. Giả sử mọi người này, giả sử nhiều người không có ấy, nó như này. À, này auto chọn effect là có rồi. Nếu giả sử mình tắt nó đi này. Ok, thì mọi người thấy không, mình mất cái effect rồi. Nếu mình không có thì mình sẽ vào trong Windows, mình chọn là effects, hoặc là mình dùng phím tắt là shift và số 7 nhá. Đây sẽ có effect cho mình. Mọi người điều chỉnh thoải mái, kéo trên cũng được. Đây là những cái hiệu ứng khác của nó, những cái phần làm việc khác của nó, history các thứ này, library này. Đấy mọi người thấy không? Ok, thì nay mình tập trung vào cái effect nhá. Thì mọi người thấy này, ở đây nó có những cái phần, mình để ý vào bốn cái này thì mình nói rõ trước nhé. Video transition, cái này có tác dụng gì? Cái này là mình dùng trong bài học hôm nay này, là nó để vào cái hiệu ứng chuyển cảnh. Còn cái video effects là mình dùng cho cái buổi hôm trước mình có giới thiệu qua ấy, nó áp những effect vào cho mình này. Đây này, như kiểu blur and sharpen, có nghĩa là làm mờ và làm nét. Và cái đẩy mấy cái distort là mình dùng để biến dạng. Đấy, rất nhiều cái tạo ra noise này.
Đấy, mọi người cứ thử qua nhé. Đây là hiệu ứng là dành cho cái buổi bài trước ấy. Còn buổi bài này là mình sẽ dùng cho cái chuyển cảnh cuối cùng, video transition. Thì đây nó có những loại như body này, đó vài loại đây, page view. Mọi người mình cứ thử nhá. Giờ mình thử này, mình đây sau khi mình sổ xong mình sẽ kéo nó vào nhá, kéo vào đây. Mọi người đấy mình kéo đến lúc nó có cái biểu tượng này mình thả ra nó mới được. Ok, thì mọi người hiện tại mình không nhìn được đúng không? Thì để nhìn được thì mình phóng to lên một tí, đó phóng to lên tí cho ra giữa nhé. Đây là nó là cái phần này đây nhá, mọi người để ý giúp mình này. Vừa nãy thì mình có chạy thử cho mọi người đúng không, nó chỉ chuyển qua một cách rất bình thường cái lúc mình chưa áp cái hiệu ứng mà đấy, hiệu ứng Kube Spin này. Giờ mình áp vào rồi nhá, mình chạy thử một đoạn mọi người này. Nó lại đi cây là gì mình đấy, thì mọi người nhìn nó lật sang này cái cây. Giờ mình cho lên nhá cùng một mặt phẳng, đó nó lật sang cho mình như này mọi người thấy không. Thì mình áp cái hiệu ứng vào cho nó bằng cách mình chọn và mình kéo vào cái điểm giao nhau này thì nó mới được, chứ kéo vào cái phần ở giữa giữa này nó không được đâu mọi người nhá. Rồi thì để mình nhìn thấy cái hiệu ứng ấy đây mọi người nhá, nó rất là bé luôn. Thì để mọi người mình nhìn thấy cái hiệu ứng này này, đây mình để bình thường nên mọi người không nhìn thấy đúng không, chả nhìn thấy một cái gì ở giữa cả, chỉ là cái phần giao nhau bình thường. Thì để nhìn thấy mình phải kéo nó vào đây này, đây mình kéo đó, nó sẽ to dần ra mọi người. Mọi người thấy không, đây chính là cái phần mình muốn tìm, nó to quá nên là nó di chuyển hơi khó. Đây mọi người thấy không, đấy mình click vào là mình sẽ điều chỉnh nó mọi người nhá. Thì đây là cái hiệu ứng của mình. Thì hiện tại mặc định khi mình cho vào đưa vào bắt đầu nó sẽ là ở giữa này cho mình mọi người nhá. Đây ở giữa, ý là nó sẽ chia đều cái hiệu ứng này từ giây 00 đến giây 100 này, ý là 100% ấy, chạy từ đầu đến cuối. Đây nó lật cho mình này, đó hết. Thì mọi người không muốn cái tính đơn điệu này thì mọi người có thể kéo nó sang đây, nó sẽ áp hết vào cái hiệu ứng của cái video sau nhá. Đó nó áp hết vào của video sau. Ngoài ra thì mình có thể cho hết vào video trước bằng cách mình kéo đây, mình không thể kéo thêm nữa này mọi người này, thấy chưa? Lúc nào nó cũng phải chạm vào cái mốc này, mốc giao nhau này. Đấy, đấy là một cái điểm lưu ý. Thì ngoài ra nhá, đây mọi người để kéo cái này để mình điều chỉnh cái điểm, cái thời gian của nó bắt đầu nó dùng, thời gian nó áp cái hiệu ứng vào. Đấy. Một cái điểm nữa là nếu mọi người thấy nó quá ngắn á, đây mặc định nó trình mình cho nó về giữa nhá, gọi là giữa đi. Đây nó quá ngắn, mình muốn nó dài hơn ý, thì mình đây giờ đây nó có cái phần kéo ra này, đó kéo ra thì mình tự kéo dài nhá. Rồi mình chạy này cùng một mặt phẳng đấy mọi người đó, nó vẫn thế nhưng mà nó lâu hơn đấy, nó ý là mình của mình là nó lâu hơn đấy mọi người đó. Giờ mình không muốn để cho nó bé vào, hoặc là mình cho cực ngắn luôn nhá, mình thử cực ngắn xem nó sẽ như nào.
Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đến với cái phần tiếp theo của khóa học ARP Premier cơ bản. Thì phần hôm nay mình sẽ tìm hiểu về cái cách mình gọi là mình tua nhanh cái video của mình này. Mình đảo ngược này và mình làm chậm lại cái video của mình. Thì nó ứng dụng cho một vài cái trường hợp như là sử mình trong cái chuyến đi của mình nhé. Mình quay được những cái đoạn video cảnh hay ấy, nhưng mình chưa biết là kiểu mình đi là chuyến đi mới mà mình chưa biết cái đoạn nào là sẽ là cảnh đẹp nhất. Đó, mà mình cứ quay hết như thế. Giả sử 10 phút đi, 5 phút thôi là người ta đã không muốn xem được nguyên một cái cảnh đấy lặp đi lặp lại. Đó, thì mình sẽ áp dụng cái hiệu ứng là mình tua nhanh đấy, vẫn giữ nguyên được cái gọi là cái chất lượng video đi, nhưng mà nó sẽ thu ngắn cái thời gian lại. Đó, mọi hiểu không? Thì người xem sẽ đỡ chán hơn. Cái thứ hai là cái giật bóng ấy, nó sẽ áp dụng cho cái không phải giật bóng mà là giật lui cái video của mình ấy, áp dụng cho những cái hiệu ứng như kiểu là mình hồi tưởng lại, mọi người nhá, hồi tưởng lại cái ký ức thì người những cái vật nó sẽ di chuyển ngược lại xong mình nhớ lại đấy. Ví dụ trong phim nó hay có cái cảnh đấy. Và cái thứ ba là mình làm chậm ấy, thì giống như kiểu là mình slow motion ấy, kiểu đấy, thì dùng để cho những cái trường hợp là mình để giới thiệu sản phẩm này, là mình review, họ review, hoặc là quay những cái cảnh khắc khổ mà kiểu thương tâm ấy, đấy nó hay có những cái đoạn đấy. Thì giờ mình sẽ vào làm việc với nó nhá, kéo đây. Ok, mình sẽ được cái vùng làm việc của mình như này rồi. Cho to lên tí nhá, thu nhỏ lại tí. Ok, thì bây giờ như này. Bây giờ mình sẽ chia ra những cái đoạn mình lấy ngắn ngắn thôi. Mình lấy một vài đoạn thôi, chia ra 3 đoạn đi, rồi còn lại mình bỏ qua hết. Đây 3 đoạn đầu, thì mình dùng 3 cái đoạn này nhá để mình ứng với từng video, với từng cái loại hiệu ứng mình dùng này. Giả sử đây mọi người nhá, mình sẽ kéo hai này mình bỏ qua đây cho mọi người xem lại, bỏ tạm đây nhá. Để cho tạm ra xa xa tí. Đây mình chuột phải vào này, mặc định ở trong group này, rồi mọi người nhá, mình click vào nó sẽ mặc định chọn hai cái, cả file audio và file video của mình. Thì mình sẽ làm một cái ví dụ nhỏ nhỏ này để mọi người thấy cái sự khi mình sử dụng những cái hiệu ứng này nhá. An ninh đi, đấy nó sẽ chỉ chọn một trong hai cái thôi. Thì giờ bây giờ giả sử mình áp dụng cái video nhá, mọi người nhá, mình cho nó mình phóng to lên trước đi cho nhìn nó dễ đấy. Với những cái nhỏ nhỏ này mình phóng to lên cho mọi người làm việc cho dễ. Rồi mình di chuyển mình làm việc với đoạn đầu trước đã. Ok như này, chắc là đủ nhìn rồi đúng không? Mình chuột phải vào nó nhá. Thì đây nó có cái đây, làm việc với tốc độ mà, nên mình sẽ có cái speed duration. Đó, mặc định cho 100% này. Thì đây này mọi người nhìn nhá, nó có cái mắt xích thì mọi người nên chọn cái mắt xích ấy. Thì tại vì khi mình giảm cái thời gian đi, đây mặc định là 100% mọi người nhìn nhá, khi mình giảm hoặc tăng cái thời gian đi nó sẽ tăng cái thời gian cho mình này, giảm hoặc tăng cái tốc độ lên sẽ tăng cái thời gian cho mình. Có những cái này mình sẽ giới thiệu sau nhá. Đang 100% và thời gian là 9 phút đúng không nhỉ, 9 phút 11 giây, giả sử mình để còn 50 thôi đó, thì sẽ lên là 8:18 này. Ok một cái. Đó, nó sẽ dài ra gấp đôi cho mình mọi người đi không? Thì khi mình chạy nhá, mình chạy thử nhá. Chạy thử này. Đang bị cái gì đây? À, đoạn đầu bị mất một khoảng trống như này. Ripple, ok, mình thử chạy này. Đó. Hello, xin chào mọi người nhé. Thì hôm nay cho to lên một tí nhé. Đây vì thời gian rất dài đây. Đây mình đến cái phần tiếp theo của khóa học mà AI cơ bản. Này lại nhìn không rõ mọi người ạ, mình phải cho nó to này cơ. Đó, mình mọi người thấy này. Thì phần chạy hôm đi, nay chạy lại liên tục sẽ này. Tổng hợp lại mọi tất cả những phần. Thì cái video nó dài hơn đấy, lên đến cái đoạn này này. Sau khi mình đã nói hết rồi nhá, đây nó chỉ còn mỗi cái video, nó không còn tiếng nữa đấy. Thì đấy mọi người thấy không, thì mình làm cái ví dụ nhỏ nhỏ này để mình mọi người nhìn thấy ra là khi mình
tăng giảm nó nhé. Còn bây giờ mình giảm này, trong cái speed 150 200 được 200 nhé. Đó, nó ngắn lại này mọi người đâu. Tương tự mình có thể làm trên cái audio được thôi. Đấy, cái ví dụ như thế. Thì đầu tiên nhé, đầu thì mọi người đã nhìn nhận ra cái cách làm việc rồi. Thì bây giờ mình cho nó về lại cái trạng thái ban đầu này. Cần chúng sẽ lại đi. Ok, đây về mặc định hết rồi mọi người nhé. Giờ mình kéo cho chúng nó gần lại nhau hết này. Triple delete cái này thế. Chúng to xem được chưa? Ok. Thì đầu tiên mình sẽ áp dụng cái hiệu ứng là mình, nếu như mà mọi người đang bị unlink này thì mình sẽ chọn hai cái, mình chọn control vào nhé. Đây, thì đây mình giới thiệu luôn những cái phần này mình không unlink đúng không? Thì nó chọn một cái sẽ được hai. Cái phần này là nó chỉ chọn được một cái một thôi. Thì mình sẽ kéo chọn lại nó nhé. Đây, chuột phải và link nó lại. Giờ đấy sẽ được rồi. Ok. Thì cái đầu tiên mình cho hiệu ứng nhanh này. À, xử lý đi. À, chuột phải nhé. Chọn vào cái speed. Đây. Cái này mình cho nhanh đi. 200 luôn đi, cho nó cực kỳ nhanh luôn. Giờ nó sẽ bị ngắn lại cho mình hả mọi người không? À, cái này thì mình cho chậm này. Chậm thì đương nhiên là mình sẽ phải cho cái thời gian của nó. Đây, 50. Đó, nó sẽ dài lên này mọi người đâu. Đấy, cái này thì mình sẽ cho hiệu ứng chạy ngược nhé. À, đây nhỉ, đây. Hiệu chạy ngược đây là mọi người để ý này. Reserve speed này. Đây, mình click vào OK, nó sẽ có hiệu ứng chạy ngược cho mình nhé. Giờ mình sẽ để thử cái đoạn này chạy nhanh. À, nó phải loát mọi người ạ. Thực ra hoặc mình ấn nhầm cái gì đó. Phải loát nhé. Thì mọi người đợi ở loát một tí. Đây mọi người. Thì mình sau khi mình đợi một thời gian không quá dài đâu, nó loát xong cho mình rồi. Thì mọi người có hay để ý là khi mình xem review phim hay cái gì ấy, nó nói nhanh nhanh nghĩ nó sẽ có giọng như mình này. Đây, sau khi mình đã cái đoạn đầu mình tua nhanh nhé. Đó mọi người không? Thì theo khi mình tăng tốc độ lên ấy, thì thời gian sẽ nhanh lên và cái tiếng nó nhanh lên, nó sẽ ngắn lại. Thì mình sẽ được cái giọng nói như thế. Mình sẽ gọi là như biến đổi cái giọng của mình đi. Từ mình đến cái phần nói chậm này. Nó rất chậm. Đấy, mọi người thấy chưa? Nó làm chậm cho mình ấy. Trong cái edit video nó hay có những cái phần mà không biết mọi người để ý không, hoặc mọi người xem không ấy. Thì những cái đoạn mà buồn cười ấy, nó hay cho cái mặt nồi ra ngoài, xong rồi nó làm giọng nó chậm đi để làm ồm 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 ấy. Đấy, đấy, đây là cái ứng này. Ứng dụng rất rõ ràng luôn. Còn cái này tua ngược nữa, mọi người nhìn nhé. Ở đâu nhỉ? Đây, mình sẽ sang bên đây luôn. Đó, mọi người đâu? Thì nó không còn là cái giọng nói theo cái chiều xuôi nữa. Nó ngược mất rồi. Đó, rất là khá là hay đúng không mọi người? Thì đấy, thì mình chỉ hướng dẫn ba cái phần cơ bản này thôi. Thì bây giờ nhá, thì đây, thì ngoài cái cách mình chuột phải ở đây nhá, đây là cái cách nhanh thôi. Mọi người mình có thể vào cái clip này, nó nằm trong cái phần clip nhá. Đây mọi người thấy không? Trong clip này nó có cái speak rule này. Đó, nó tương tự nhau thôi. Thì hai phần này sẽ giới thiệu những cái bài sau nhé. Cái trang mình này nữa. Ok, thì này mình chỉ để ý là mình tăng giảm tốc độ bằng cách mình tăng giảm cái phần trăm này thôi này. Thì giả sử mình không link mà mình
Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình tiếp tục với cái phần tiếp theo của cái Adobe Premiere bản Pro CC 2018. Thì những buổi trước mình đã tìm hiểu về những cái công cụ cơ bản, cắt ghép, mà scale hình các thứ, chỉnh sửa về audio và video. Thì hôm nay mình đến cái phần là mình chỉnh sửa màu sắc trong cái trong cái phần mềm này mọi người nhé. Thì có một cái lưu ý này, thì cái phần mềm này nhé, nó cùng thuộc cái hãng Adobe giống như bên Photoshop và AI ấy, nên mấy cái effect mình chỉnh màu các thứ nó có vài cái nét tương tự thế. Thì nếu mà ai đã từng học về hai cái công cụ là Illustrator và Photoshop ấy, thì mình sẽ làm việc ở phần này khá là đơn giản. Đấy, đây là cái lưu ý nho nhỏ ban đầu mình trao đổi mọi người thế. Giờ mình sẽ export một video nhé. Mình xem một video này. Đây đi. Rồi. Thì đây, cái cách làm việc cũng như cũ đó. Cái này nó hơi to thì mình cho bé lại nhá. Cái này chỉ là phần âm dung lượng thôi. Mình quan trọng là phần video trước. Mình sẽ cho đây. Ok, mình kéo vào rồi này. Chắc là mình chỉ lấy một đoạn nhỏ nhỉ. Cắt đi nhá. Từ từ mình xem cái đoạn nào là cái đoạn cái nhà nó màu đậm đà. Đây là sự trước. Cái đoạn này đi, cái đoạn đầu đi nhá, xóa cái đoạn đầu đi này. Ok rồi, thì để dùng cái effect ấy, thì những cái buổi trước mình hướng dẫn rồi này, mình vào trong cái effect rồi trong cái window này, mọi người đợi lát tí nhá, đó nó ra cho mình rồi. Thì đây mình sẽ sử dụng trong cái video effect, thì nó có cái những cái này về chỉnh sửa màu này, cái nhóm adjustment này, thì trong bên Photoshop có này, mọi người để ý này, level này, lighting effect sáng tối này, level này mình cân chỉnh này, hoặc là đây, cái này là về nét mờ rồi thì mình sẽ đều với khác, channel này, lens level, mọi người mình cứ thử hết qua nhé. Để xem phần màu image control này, đây chuyển thành black and white này, hoặc là color blend này, đấy mấy cái color chỉnh màu này. Đấy mọi người mình thử sử dụng một vài cái cho mọi người xem nhé. Đầu tiên cái adjustment này, mình thử chọn cái và mình kéo ra đi. Đó, thì nhá, mặc định là mình khi mình chọn cái effect control này này, thì nó sẽ có những cái bảng mà mấy cái buổi trước mình có hướng dẫn mọi người này, motion opacity và time remission print này. Đấy, mấy cái này thì mà đã có sẵn rồi. Thì khi mình add thêm effect mà bên Photoshop người ta cung cấp này, thì nó có cái này cho mình điều chỉnh này mọi người. Mọi người thấy không? Đó, thì mình có thể đây rất nhiều cái này điều chỉnh cho mình. Mấy cái này mà mình chưa sử dụng thì mình tắt đi cho nó gọn cho mọi người hình dung ra nhá. Đây cái phần mình lưu ý là cái phần đây. Đây vào đây mọi người thấy chưa, tên vào đây. Đó, thì mình có thể chỉnh bằng cách như này. Đây, để chỉnh nhanh ấy, thì mình sẽ click vào cái này này. Nó sẽ hiện ra cái bảng này cho mình. Thì ở đây nhá, nó lấy cái kênh màu là RGB. Giống như Photoshop ấy, nếu ai học thì sẽ hiểu. Bao gồm này, red này, kênh gọi là kênh màu đỏ này, kênh green này và kênh blue. Đấy, ba kênh màu. Và kênh tổng hợp sẽ gọi là kênh RGB. Thì nó chia ra phần tối này, phần sáng là đây mọi người nhá, bên trái này là phần tối này, giữa là phần trung tính, còn bên phải là phần sáng, có hai phần là thanh input ở trên và dưới là thanh output. Đấy, ta dừng mình thử điều chỉnh nhá. Đây mọi người nhìn cái đây, cần xuống xét lại không nhỉ. Đây mọi người để ý đây, đây gọi như là cái phần mọi người biết cái từ preview không? Gọi là cho mình xem trước ấy. Đây mình sẽ kéo đây, nó sẽ tăng cái tối lên cho mình. Mọi người nhá, tăng cái tối lên này. Đó, cái phần gọi là phần video của mình, video đây, video của mình nó sẽ tối đi. Còn cái này, khi mình kéo đây nhá, đấy nó sẽ tăng sáng lên cho bức ảnh của mình. Mọi người thấy không? Kéo về đây, nó sẽ sáng lóa luôn, không còn gì nữa. Đấy, thì cách mình căn chỉnh như thế không? Thì đấy là với thanh input nhá, còn một cái phần trung tính ở giữa này,
Đây để mình kéo cho mọi người xem. Đó. Với cái thanh input này thì lại ngược lại. Như cái thanh tối này mình kéo đây nó sẽ tối này. À, thanh input kéo bên đây động tối và kéo bên này sáng. Đấy. Thì quan trọng là mọi người điều chỉnh cái này là chủ yếu không? Mọi người rõ chưa? Thanh input là mình kéo cái gì thì cái đấy nó sẽ tối, kéo ở đây nó sẽ kéo thì sẽ tác động đấy. Vùng tối mình kéo lên nó sẽ tăng tối, còn vùng sáng này mình kéo lên nó sẽ tăng sáng. Đó, đấy là thanh input. Mọi người có thể điều chỉnh ở đây này. Xử lý 5 đi. Đó nó sẽ điều chỉnh cái này. Cái thanh này cho mình. Ở giữa là điều chỉnh cái thanh gọi là phần trung tính, còn cái phần này là điều chỉnh vùng tối. Trên này vùng sáng. Đó. Còn với thanh output này mọi người để ý này, giờ mình kéo này. Kéo thanh output nhé. Đó mọi người thấy không? Để mình kéo lốt cái vùng sáng rồi mình sẽ nói cho mọi người. Đây, mình so sánh nhá, giờ mình kéo vùng sáng này. Nó sẽ tăng sáng lên đúng không mọi người? Với thanh input nó sẽ tăng sáng lên. Còn với cái thanh output đây nó sẽ tối đi. Đó, tối đi. Nó ngược lại, gọi chung nó ngược lại. Thì bên Photoshop nó có thêm một vài cái tính chất khác nữa. Nhưng mà bên này thì nó lại đơn giản hơn. Đây là sự mình kéo đây nhé. Xem mọi người xem có giống nhau không nhé. Sáng này, nó sáng. Vậy, thì được thanh output này, điểm khác biệt nó có thêm một lớp mờ mờ mọi người để ý nhé. Đây, nó cùng là sáng lên đúng không? Nhưng mà ở đây nó là sáng, cả bức ảnh nó không sáng, có lớp mờ mờ đấy. Thì mọi người phân biệt giữa cái thanh input và output nhé. Thanh output thì mình có thêm một cái lớp. Và sự mình thử lưu đi. Đây, cho tối nhé, mình save. À không. Run. Chắc là mình ăn ok đi. Đây là sẽ áp vào cho mình tối gọi là mình dùng từ tối thui cho mình luôn đi. Đó mọi người không? Nó tối cho mình luôn. Đó. Thì ngoài ra thì mình có thể quay trở lại ban đầu. Mình điều chỉnh ở đây cũng được này. Đó. Black input này. Mọi người không? Thì nếu mọi người không nhớ được cái gọi là cái biểu đồ này ấy, biểu đồ của level setting này đấy, thì đây rất dễ luôn. Đây black, chắc cái tiếng Anh với từ cơ bản này thì mọi người cũng biết black là đen luôn. Mình kéo phải chắc chắn nó sẽ tăng đen rồi, kéo trái thì nó về mức không. Còn cái phần trắng này mình kéo đây là sẽ trắng, dễ đúng không mọi người? Đó, black output thì nó lại ngược lại đấy. Nói chung là cái phần này là cái chia nhỏ ra của cái biểu đồ thôi. Đấy, mọi người mình thông thạo, mình cứ nhớ vài cái điểm đơn giản nào. Ok, thì đấy mới cái level vừa nhá. Giả sử mình không dùng thì mình xóa đi bình thường mọi người thấy không? Coi như nó mất rồi. Thì ở đây mình thử dùng một cái color xem này. Xem cái này hay hay mình sẽ giới thiệu với mọi người nhé. Thế nhá, giả sử mình chọn trong cái image control này. Color blend nhá. Mình kéo nó vào đây đi. Thì đây để mọi người xem đây color blend này. Mình điều chỉnh nó có ba kênh màu red, green, blue cho mình này. Điều chỉnh này mọi người thấy không? Tăng cái màu đỏ. Thì nhá, cái này là mình điều chỉnh như cái nào mình sẽ nói mọi người. Thì mặc định là 100 100 100 đúng không? Thì khi mình học về cái Photoshop ấy thì mình sẽ biết cái kênh red này nó đối nghịch với màu gì. Đây mình sẽ chọn người thấy luôn. Giả sử mình kéo sang phải thì màu red nó sẽ tăng đúng không? Kéo sang trái nó sẽ đổi thành cái màu hơi xanh xanh. Đấy, thì đấy gọi cái màu tương phản của nó. Màu green này, kéo lên màu xanh này, kéo ngược lại thành màu tím. Đó. Magenta đối nghịch với green này, còn blue thì chắc đối nghịch với yellow này. Đó mọi người thấy không? Mọi người mình cứ thử qua tất cả những hiệu ứng này nhá. Với cái effect color blend này thì mình chỉ có chỉnh ở ba cái kênh màu red, green, blue rồi thôi nhá. Dưới đây nó không có gì hết mọi người hiểu không? Ok. Để mình lấy một loại nữa xem nào. Đây trong này thì nó có color cũng là blend.